kẹt rồi bà. Chút nữa vô mình lật lại nha. Dạ, giúp lật lại chứ. Thơm lắm, cái ngò đây là ngò Việt Nam đem qua giống này. Này là ngò nhí cả nha. Kêu là ngò nhí. Ngò nhí á, nè. Rổ luôn. Nè cả nhà ơi, cái khoảnh đất ở trước cửa nhà Mỹ bé tí như thế này nè, mà Mỹ đã trồng được bao nhiêu cây này rồi? Hoa hồng nha. Cái cây này là gọi là cây rồng đó cả nhà. Cây này chỉ có lá thôi chứ không có hoa. Nè cả nhà, cây này nè, chỉ có lá thôi chứ không có hoa hả cả nhà. Vậy mà chưa đủ, Mỹ còn muốn trồng thêm một ít nữa. Nè, Mỹ có mua 2 chậu éo quế đó cả nhà. Bây giờ Mỹ định trồng vô cái khoảng đất bé tí của nhà Mỹ nè. Trồng vô đây. Mỹ sẽ kiếm chỗ trồng hả cả nhà. Này hai cây ớt Mỹ ương là đã lên rồi nè. Này ớt chị Thiên ha. Rồi đây là cả nhà. Dưa gan. Dưa gan. Yeah. Lên được mấy cái 2 lá, 1 lá, 2 lá, lá giữa này là 3 lá. Vài bữa cho bạn chứ còn cái không có chỗ trồng. Không có chỗ trồng mình. Nhưng mà cũng trồng. thích ương cả nhà, thích trồng thích ương. Cho nên ương được mấy cái dưa gan, tổng cộng là 3 cây. Trời ơi tội nghiệp lắm cả nhà. Hồi bữa Mỹ mua 2 cái cây này vừa tươi thiệt tươi vậy đó. Cái quên tưới nước mấy ngày nó bị héo khô. Mỹ tưới nước bây giờ nó tỉnh lại nè cả nhà. Mà nhìn thấy nó vẫn còn tươi thôi đem trồng liền. Thôi mà trồng đi má. Rồi má dời 2 cái cây chỗ kia đi. Em dời 2 cây. Con nghĩ đó trong kia nữa nè má. Được không má ra được không? Được, cái đây dễ nè. Nhỏ gì đó. Sơ sơ trong chút tại vì ở ngoài này đá dữ lắm. Ê ăn phở. Cái bông nó cũng đẹp quá hả cả nhà. Má mày đang đào đất. Trùng. Ở đâu nó hơi hơi bột hot đào có trùng. Cũng trùng cả nhà. Warm. Rõ dữ quá hả mấy. Nhìn vẫn vậy nó màu quà tàng vậy đó. Dạ. Con nghĩ hai bên mình bỏ chừng một vỏ được rồi. Bóp ít thêm trứng vô nữa. Dạ. Vậy nó làm cho chất đất. Cho còn đất không thì bóp lại cho trứng nữa. Nè, vỏ trứng này cả nhà ha. Vỏ trứng này là tốt lắm nè. Dạ. Rớp 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 luôn. Rồi bên đó cũng đầy đủ rồi đó. Bên đây thì là được. Quả tính thêm này nè cả nhà. Rồi. Rồi mình cho thêm ít phân ở trong bao đây ha. Cái này cũng không phải phân mà đất đó cả nhà. Đất nhưng mà cũng trong đấy nó cũng có pha chết rồi. Đúng rồi, nó cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Cái này body soil. Nhưng mà thật sự trồng ở bên, mà Mỹ còn dư đất á. Mỹ trồng mà ở bên ngoài còn được chứ không có quan trọng. Phải giữ trồng hết ở trong chậu. Này là body soil. Nhưng mà có thể trồng bên ngoài cũng được cả nha. Nhưng mà đất ở bên ngoài mà trồng trong chậu không được nha. Nè. Đất ở trong chậu á. Loại này là đất ở trong chậu. Mình có thể trồng cây ở bên ngoài được. Nhưng mà loại đất mà trồng cây bên ngoài mà trồng trong chậu không được nha cả nha. Ồ. Đó. Có con kéo sát lại không mấy? Không, nó mất.
ít thôi, đừng có lấy thì nhiều. Dạ, nhiều đâu có chỗ đâu. Bên kia đây. Thêm nữa không? Đó. Trộn ra đều đều lại mẹ. Tốt lắm á. Cái đất nó xốp cả nhà. Nè cả nhà, bây giờ mình sẽ mình lấy nghiêng chậu. Bóp vậy, đỡ vỡ lấy ra. Đúng rồi, lấy nghiêng chậu nha cả nhà. Đừng có đỡ đất, đừng có đỡ vỡ cái đất ra. Ờ, thấy chưa, rỡ nó này. Rỡ quá trời luôn cả nhà ha. Hèn chi cái rỡ nó mạnh như vậy, hèn chi nó có héo nó cũng dường gường vậy hả mẹ ha. Chứ sao. Hai cái cây này mà bữa mình trồng liền chắc nó mạnh lắm á. Tội gì đâu. Má đừng lấy sâu quá má. Nó vừa với mặt mình lắp lại. Dạ. Đẹp á. Rồi, một cây nữa nè má. Mình đập đập bóp 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 cho nó khỏi bớ. Dạ. Cái hiệu của nó nè. Mỹ rồi. Này Mỹ mua ở Home Depot. Bóp bóp cái gốc mẹ cho nó khỏi bị bớ. Này bớ cái bầu đất đi. Đó. Đẹp chưa? Có chân bớ 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 hay quá. Mà trở lại cho cái chân mà đau quá. Rồi. Giờ mấy kia thì nọ cho ngay nhá. Má của mày cũng đau 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 nhất tay chân lắm cả nhà, nhưng mà cũng giúp Mỹ chút xíu. Tại vì Mỹ thì ngay chưa? Mang ngắm đi. Mỹ thì phải quay, má Mỹ thì giúp Mỹ chút. Ngay. Chứ Mỹ vừa cầm vừa mấy mấy vừa trồng cây đâu có được đâu. Đất đồ nó. Má má đừng lấy đất lắm á. Lấy đất ở trong kia kìa. Mà kéo bao lại. Kéo bao lại gần gần. Từ đất hay đất xét nó lên nổi đâu. Chù dài bữa nó tốt ghê lắm mà chứ. Dạ. Nó ra ngoài là nó thân thá hơn. Dạ. Muốn ăn ra bên trong, bên trong kia. Muốn ăn ra các dài cành. Dạ. Có nghĩ chỗ đây phát triển được á. Dạ. Rồi ta coi bên này. Dạ. Thôi con chọn chỉ cần bỏ xuống được. Bằng chẳng hạn. Bộ lần đúng không làm được. Nhưng mà giờ ngồi chứ. Ngồi mà cũng đau. Đất nó làm cho mình uống nó chớp. Cái đất đã ghê. Nhẹ nhẹ trong cái tay. Chưa gì mà có bông rồi thấy chưa. Mình đâu có ham bông. Mình ham lá chứ đâu ham bông. Bày ở trước cửa nhà thì xíu đất mà cũng chẳng bày. Bạn bè đi qua lại cứ beautiful, beautiful. Nàng, những người hàng xóm ở đây là thấy là thích lắm cả nhà. Mà khen ở đây qua đẹp quá, tôi thích những cái cây của mày lắm. Good job, great job, mà cứ khen hoài à. Muốn chủ là bao hồ là coi như làm dối, làm việc nhiều ạ. Đẹp hả mấy ha, cô nghĩ lên chắc còn đẹp lắm á. Này là hai ông ngồi câu cá nè. Hai cụ ông nè cả nhà. Ngư ông. Ngư ông hả? Đó, hai ngư ông nè. Nhìn giống như một cái một cái cảnh hưởng nhàn nho nhỏ. Đó, cả nhà xem ở trên cái hòn đá, trên cao cho quốc hòn đá nhỏ lại có một cái tháp nè cả nhà thấy không? Đó. Rồi hai, đây là hai con, phải con ho cò má. Má gọi là, cái này là mình gọi con hạt. Con hạt trắng chứ sao má gọi con cò. Đẹp không cả nhà? Còn hai bên là cái giống như hai cây cổ thụ này cả nhà. À, cái cây này là mai mốt nó sẽ ra hoa màu trắng. Cái cây này ra hoa màu trắng. Tận dụng tí xíu đất, từng ly từng tí để mà trồng cây này cả nha. Nhưng mà chân mày cũng đẹp chứ bộ. Rồi con đi lên xách kéo nước xuống ha. Mình tưới nước nữa là xong. Xem cái thùng gương cho mình nó cũng cũng tiện ha. Tiện ghê.
thấy trời đẹp chưa? Rồi. Tới cây khác. Cây rồng bây giờ tới dưới gốc thôi mẹ, đừng tới lá nữa, đừng tới băng nữa, nó hư băng á. Ừ. Tới dưới gốc thôi. Được không? Dạ. Rồi, sang cây khác được. Cái này thì cần lai được không? Dạ, xương xương thôi. Tới đều hết thôi xung quanh. Mấy cây này nè mẹ. Bữa hôm cắt bớt chanh rồi sao sẽ bớt xung sơ thôi. Dạ. Bớt xung sơ hơn rồi. Tại vì cái cây này nè cả nhà, cái cây này lá của nó nặng lắm mà mình cả nhà thấy cái chậu nó tí xíu à. Ờ, nó mất thăng bằng, nó không có đất á. Nếu mà mình đỡ cái tàn nó nhiều quá thì nó sẽ trắc gốc lên. Xung quanh cho đều đều cho rửa. Rồi. Rồi cây dưa gan. Rồi cái ớt của má nữa là xong tới là xong rồi lại ngày này. Rồi xong cái cây cây này cây eo ớt. Eo ớt mới lựa cây lá lá nhỏ nhỏ nha cả nhà. Tại vì lá mà nếu mình lá bự quá nó sẽ không có thơm. Xong rồi đó, một gèo là tới được hết tất cả nè. Đó, còn cả nhà xem nè, ở đây thì có cái ghế, má mẹ có thể ngồi để hưởng nhàn nè cả nhà. Ngồi đây có thể nhìn quang cảnh xung quanh rồi trò chuyện với bạn bè trên phone. Đó. Ngay góc cây dừa đó là có cái ghế của má của mỹ đó. Nhìn ngắm quang cảnh với lại nhìn những cái cây mỹ trồng nè. Rồi ngắm quang cảnh xung quanh. Đó. Có má cắt mấy cái bông hồng khô không? Tôi cỡ nó đi. Muốn má cắt sơ đi, tùy má. Mấy cái bông hồng khô mình cắt cho nó nhẹ cành. Dạ. Đây nè mấy, ở đây nè, ở đây có hai bông khô nè. Cái bông khô này nó còn xốp, mà cắt xong mà bỏ dưới đất được. Bỏ dưới đất này cho nó xốp. Ở đây nữa nè mấy. Mình cứ cắt đi đừng có tiếc cả nhà, mấy cái bông khô mình cắt đi rồi mình nó sẽ ra bông khác à. Nè nè này nữa nè cả nhà. Cái này nghiêng cho mày, cắt hết nghiêng cho mày. Nó vậy à? Cho nó ra bông khác cũng sao á. Ở đây nè mấy, ở đây nè. Cũng như mình dọn cho nó sạch cái cỏ cây vậy. Dạ, để cho nó đẹp. Ra bông khác. Đây, cả nhà thấy không, nó ra bông hồng mà ra tận gốc luôn cả nhà, mình đâu có nói láo đâu nè, cả nhà xem nè, cái bông này nó ra cách gốc khoảng nửa găng tay cho mấy, cả nhà xem nè, đó bông này ra rất là nhiều cả nhà, bông hồng này nó ra rất là mạnh, nụ giờ đang ra nụ nhiều ghê, nhiều lắm á. Dạ. Mình tía mấy cái bông khô thì nó ra bông khác không lo gì chuyện đấy. Dạ. Ở đây nữa này mấy. Bên đây nữa con, bên đây. Cho hết trên đây luôn. À, chưa mấy cái bông đẹp ạ. Ồ, nó mà con hơi cái hết. Cái nhánh nó ve ra, bắt đầu ra này. Bắt đầu nó tụt, nhánh nó non lên. Mà ra tí xíu à, mà thấy không? Cái nhánh nó ve tí à. Nè cả nhà, mầm non của nó nè. Mầm non. Này, cái nhánh bự không nói ha. Mà cả nhà xem nè, cái nhánh non của nó nè. Ve tí hết cả nhà. Đó, gió mát thôi ha. Đó. Ở đây nữa nè mẹ, ở đây có mấy bông này nè. Đây mẹ, ở trên đây. Mình không cắt nó cũng gió bay nó cũng rụng cành nè, nó cũng rụng cái mấy cái bông ha, mấy bông khô khô hơn. À, mấy bông khô khô nó cũng rụng. Dạ. Bông này là ra bông chùm cho nên nó rất là nhiều, nhiều bông. Tuy bông nhỏ một chút xíu nhưng mà ra bông chùm cả nha. Quay phim gió đẹp. Quay phim mà thấy gió này, tịch chụp hình đang thấy gió này. Nó hơi ngã xuống đất một tí xíu cả nha. Nhưng mà chiều bên nó đứng dậy thôi, mình kéo nó dậy. Nó ngã tí xíu. Nó
đứng dậy không lo gì hết. Nó lên đây màu hoa rất là đẹp luôn ha. Nhưng mà mẹ ngạc nhiên sao nó ra hoa nhiều quá à. Hoa quá trời hoa luôn. Lá thì mẹ thấy lá non lên cũng rất là nhiều nè. Nhưng mà điều cái hoa nhiều quá cả nha. Hoa tím cũng rất là dễ thương. Nhưng mà mình chủ yếu là mình trồng rau, mình lấy lá mình ăn. Mà hoa thì rất là nhiều luôn. Trồng rau mà nhìn bây giờ giống như trồng hoa vậy đó. Nhưng mà sau đây 2 tuần nó phát triển cũng lẹ quá cả nhà ha. Mình thấy nó phát triển cũng lẹ ghê đó. Còn ở trong này là mấy cây cây bầu, cây bí hay cây dưa gang gì đó mình không có nhớ nữa. Má của mày định cho bạn đó. Nhưng mà bây giờ thì nó ra lá quá trời luôn nè. Nó phát triển ra mấy lá bự luôn rồi. Chưa có cho bạn được, bữa nào đi cho bạn cả nha. Cho những người ở sống ở gần gần nơi mình ở đó. Người Việt của mình thì thích trồng cây lắm cả nha. Đó. Qua wow, ra mầm non bát chừng luôn. Nhưng mà mình nghĩ chắc mình không có giữ nhiều cái mầm non như vậy đâu. Tại vì cả nhà thấy không, cái lá nó rất là nặng. Cái lá nó là mình nước á. Cho nên mình đỡ nhiều nhành nó sẽ xà xuống, nó rủ xuống. Đó. Này là quang cảnh nhà xíu của Mỹ. Hai ông già ngồi giống như hai ông tiên vậy đó. Có cái cầu nhỏ nhỏ nè, cả nhà thấy không? Hai hòn đá hai bên có cái cầu nhỏ nhỏ. Hai ông tiên và một đôi hạt. Cả nhà xem nè. Ở trên hòn đá này thì có cái ngọn tháp này nè cả nhà, xem nè. Dạ thương không? Còn đây là cây đèn của Mỹ nè, ban đêm nó tỏa ánh sáng. Nói vậy mà mình không có cần cắm điện, nhưng mà ban đêm á, ban ngày thì nó hút ánh mặt trời, ban đêm cái nó tỏa ánh sáng ra rất là sáng luôn cả nhà, gần cả đêm luôn á, rất là đẹp. Đó, cái vườn nho nhỏ xinh xinh của Mỹ nè. Xem đây xem lại, Mỹ cũng rất là thích những cây Everest của Mỹ nè cả nhà. Nó ra hoa nhiều như vậy thì chắc là trồng đỡ ăn rau, mà không rau có rau bây giờ chắc trồng làm cảnh làm hoa luôn quá. Tại vì hoa nó rất là xinh ha. Mẹ cũng định cắt hoa để cho nó ra cái nhành mới á, nhưng mà thấy hoa đẹp quá. Tiếng chim thì hót líu lo ha cả nha. Hoa bồ công anh nè cả nha. Dạ thương không? Nè, rất là nhiều ha, mọc rải rác rất là nhiều. Đó, hoa bồ công anh nữa nè cả nhà. Đây là hoa cỏ. Hoa bồ công anh. Hoa bồ công anh nữa nè. À, chú chim này dễ thương quá, chú chim này. Ở đây chim sẻ nhiều lắm cả nhà ơi. Hello my friend. Nhìn ảnh dạng ghê ha. Mày đứng gần ảnh, ảnh ăn tự nhiên nè, ảnh kiếm mồi ăn kìa. Ở Việt Nam, ở quê ngoại của Mỹ á, mình nhớ chim sẻ cũng rất là nhiều nha cả nhà. Đó, còn đây bên phía đây nè, cũng quang cảnh chung bên nơi mình ở nè. Khi rảnh thì mình cũng thích trồng cây, trồng Everest để mà có rau sạch ăn. Với lại rau quế nó ra bông dữ quá, mà trời nắng thì nó bộ nó cũng chịu nắng không nổi. Bây giờ mình cắt ra để tưới nước cho nó tốt hơn. Ở đây Cali đây mùa nắng hè thì nắng dữ, mà tới mùa lạnh cũng lạnh dữ. Nay tới mùa hè rồi
cho nên tưới nước ghê lắm mà nhiều lúc cây nó cũng chịu không nổi nắng. Giờ mình cắt cái bông quá nó ra nhiều bông quá mà hôm nay nó cũng rụng mấy cái bông tím, chắc nó già, nó đang làm hột, nó làm hột đó nó mình ươm được ấy. Đẹp ghê, đẹp không? Mẹ cũng mến chào cả nhà. Mấy cái bông tím này, bông quơ tím đó cả nhà, mẹ thấy đẹp quá, mẹ nói thôi để làm cảnh, không có nở cắt ăn. Mà bây giờ thấy trời nắng á, hoa nó cũng rụng nhiều, có thằng ông nè má, hoa nó cũng rụng nhiều cho nên mẹ nói thôi cắt cho đỡ nó rụng hết hoa, thấy cũng vậy thôi. Mà mẹ nghĩ thôi cắt hoa đỡ coi thôi nó có lên lá nhiều hơn không. Mẹ thấy hoa ra quá trời luôn cả nhà, trồng mà rau ăn mà giống như ra trồng hoa cảnh vậy đó. Nếu như cái bông này mà mình đỡ nó già là hột ươm được. Bây giờ mình cắt cái này thì nó sẽ nảy mầm cái khác, mà nó sẽ lên bông nữa, với lá nó nhiều cả hơn. Nhà ơi, cái mùi thơm đó. Dạ, cái hoa này má mẹ cứ đụng vô cái mùi nó toát ra còn thơm hơn nữa. Cái hoa vớ này nè, hột nó già có thơm mình ươm được. Thôi không có già đâu má, này còn nó chưa có khô mà, khô mới già chứ hả. Nè cả nhà, trồng được hai cây vế mà giờ nó lên hoa khăm như thế này nè, nhìn giống như hoa cảnh vậy ha. Ngò đẹp ghê, đẹp. Còn má mẹ thì ương ngò, ương hồi nào mẹ cũng thấy hay luôn á. Dở trầm ghê lắm, bó xuống rồi ngâm hột lên. Rồi ương hả má, thăm mấy ngày ngâm đêm rồi sáng ngày ra cái hột nó mềm mà nó dở lên mặt. Mình ngâm một đêm rồi mình ương, mình gieo hả má. Gieo nhiều lắm. Hôm nay ăn hồi cả nhà, cũng ăn đêm. Ở trong đây cây bầu này mà đâu có chỗ mà lên, nhưng mà chắc cũng bó nó đi chứ phải đất, không đất rộng à. Dạ, dây đây dây bầu hả mẹ? Dây bầu á, đẹp quá. Còn ha, dây này thì mà bỏ dây đi quá ha. Đúng rồi, dây này là dây dừa gan nó cũng muốn bò lên á, dây dừa gan đó. Phải chỉ có đất rồi nó bò ra trái. Dạ, ăn bớm rập rờn luôn cả nhà, tại mấy cái bông quế lên đẹp quá nè. Thôi mình cắt mấy cây quế đi mẹ, cắt bông quế đi. Ăn. Giờ mình cắt cái bông quế xong rồi mình cắt một ít ngò vô đó trưa này ăn. Dạ. Mấy bữa nó mới ra, cái màu tím nó đẹp ghê lắm mà. Hoa màu tím mà cái nghiêng cái cọng này màu tím mà ra hoa trắng là cả nhà, đẹp lắm kìa. Bây giờ mùa nắng chói chang á cho nên nó rụng hết hoa rồi chứ không đẹp lắm kìa. Nhưng mình cắt mình tưới nước nó lên mầm nữa, không lo gì chuyện đấy, nó dễ lên lắm. Dạ. Rồi ta đẹp vừa đẹp ha. Bây giờ mình cắt hết cái hàng bông luôn ha, để cho nó nứt ra mầm khác ha. Dạ, con nghĩ cắt hết để cho nó ra cái nhánh khác rồi nó ra cái nhánh khác. Dạ. Chứ bông tại vì thấy bông nhiều quá cho nên mình thấy đẹp quá thôi để làm cảnh, chứ không là mình cũng cắt lâu rồi cả nhà. Cắt mình nghĩ cắt thì bây giờ chắc nó ra nhánh non nhiều rồi ra lá non nhiều hơn á. Nhưng mà tại vì cứ ham bông đẹp á. Thơm quá, thơm. Thơm quá chừng luôn, mà cắt mà còn nghe mùi thơm quá. Cái bông này chắc cũng không có ăn được gì nhiều, chỉ là tước tước sơ sơ mấy cái lá thôi cả nhà. Nhưng mà đây, thấy nó đẹp quá, thành cắt ra cho cả nhà xem nè. Bây giờ thương chưa? Dạ. Mình cắt cái bông này á, cho mà cái bông ăn không được, thấy đẹp rồi cắt vậy tới ăn không được. Mình lặt mấy cái lá này đèn, mình dạ. Ăn. Dạ. Rồi còn cái bông này chắc thấy đẹp rồi đỡ thôi chứ ăn không được. Bữa nào mình tưới nước á, nó lên cái khác, nghĩ là nó cũng ra bông nữa. Dạ. Nó, con nghĩ là đợt sau này nó không có còn ra bông nhiều đâu mai, nó ra nhánh non rồi ra lá non nhiều hơn á. Đúng thơm, thơm mùi. Dạ, nghe mùi thơm á. Quế này quế tím đúng là quế màu tím á. Cái lá dạ, nó tím, được mùi nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Cái lá nó nhỏ hơn tí xíu nhưng mà được mùi thơm hơn. Cái lá nó nhỏ nhỏ vậy cho mà cái thơm nhiều hơn. Dạ. Thơm nhiều hơn cái loại lá bự. Với là mình trồng mình đỡ nghiêng thủy á, cho mình cũng không có bón phân hay là những cái bón những cái loại phân mà kích thích cho nó ra nhanh lẹ đấy cả nhà. Cho nên mình nghĩ là cái lá nó không có to nhưng mà nó chất lượng. Dạ.
với là mình không có kích thích nó cho nên nó lên tự nhiên á, cái mùi nó còn thơm nhiều hơn nữa. Rổ luôn. Mấy bữa ngò nó đẹp lắm mà rồi cũng ăn lần lần hết rồi. Dạ. Thành ra giờ còn hơi ít nhưng mà rổ sẵn cũng chắc luôn. Nè cả nhà. Nghiêng rổ hoa. Rổ hoa quá. Nghiêng rổ hoa quá. Đẹp mà mấy bữa là cái màu tím lên nó đẹp hơn à, nó rụng lần đó. Dạ. Dễ thương. Kẹt nữa. Kẹt rồi mình tưới nước nó lên. Cắt cái này rồi cắt ít ngò rồi sẵn cái mà cắt luôn cái hai cái cành nha đam đó vô mà làm tô cho nó mát mùa hè. Cái cây nha đam bữa mùa đông nó khô héo như vậy đó mà giờ mùa hè cái mình tưới nước nó lên đẹp lắm cả nhà ơi. Chút là Mỹ quay phim cho cả nhà xem ha. Nó lên cái lá mập mỉm á. Dạ. Tròn giò rổ đó. Chịu thấu không? Eo quế mà lên nghe một rổ hoa vậy chịu thôi. Phải thì cái hoa đó mình dùng được rồi ngon. Thì đó. Biết mấy. Nhưng mà thấy đẹp với cả nhà coi nè. Trồng quế gì đâu, không có lên lá mà giờ lên nghe rổ hoa vậy đó. Nhiều thêm nó còn theo nữa cho nó. Đúng rồi, nghe mùi thơm nó còn theo nè cả nhà, thấy không? Thơm lắm kìa nhà cả nhà. Nó nghe nó còn nghe mùi thơm theo. Giờ mình mà ngon này. Dạ, nhổ rồi cắt gốc là sao mấy? Nha cả nhà, để mình xin quay sơ cái ngò cho cả nhà xem. Ngò này má mẹ gieo hồi nào mẹ không thấy hay. Mà cái thấy nó lên cái bắt đầu nhổ ăn thôi à. Sắp sữa lên tầm nữa kìa. Ủa cái này má gieo sao hay mới bỏ nữa. Rồi đất ơi, má ngâm rồi má bỏ tí vậy hả? Ngâm đêm mùa sáng ngày. Sơ cái đất. Đất cái bỏ vô nó lên nè. Dạ, cục dở lên. Bỏ tùng sâu nè, nó có mẹt à. Dạ. Để cho cây ớt này nó lên. Có cây ớt này ha. Có cây ớt trên giữa ấy. Nhớ dùng kéo cắt gốc á. Cắt liền ha. Dạ cắt liền á cho nó gọn. Liền. Cắt bên trong á, cắt trong luôn á, khỏi mất công dọn hay là chút dọn sao? Cắt vô chút này. Chút dọn sao? Dạ. Đó. Chút vô lạc lại. Cắt luôn. Cắt gốc luôn. Vậy cho cái gốc ngò nó cũng thơm bé ơi. Bé Mỹ, cái gốc ngò nó cũng thơm. Thơm lắm á. Má mày cứ gọi Mỹ bé, quen theo quen cứ bé Mỹ. Dạ. Bé Mỹ không có kêu ai nữa. Giờ già rồi vẫn còn gọi bé với cả nha. Nhổ nữa. Nhổ cho nó cái ớt nó lên. Dạ. Kẹt cái rửa bò. Lúc nãy vô mình lật lại nha. Dạ, lúc lật lại chứ. Thơm lắm. Cái ngò đây là ngò Việt Nam đem qua giống này. Này là ngò nhí cả nha. Kêu là ngò nhí. Ngò nhí á. Nè. Rổ luôn. Nè, mà nhổ tiếp đi. Quá. Thơm quá à. Trâu quá cũng thơm mà ngọt cũng thơm. Cả nhà ơi coi nè cả nhà. Thích quá ha. Trâu nhà lá vườn. Chặt cực. Giờ mình vô mình lật lại. Yeah. Bỏ luôn. Bỏ mấy cái uống. Đẹp ghê đẹp. Chùi cho một rổ ăn sao cho hết. Nữa không má? Hay là nhổ tới đâu ăn thôi á? Nhổ thêm không? Nhổ mấy cái cây mà keo cam ở bên ngoài này nè. Còn bên trong kia mình để lại. Mùa hè ở Cali này nắng cũng nắng dữ lắm. Nắng dữ lắm cả nhà, bây giờ là cũng chín mấy độ đó. Mà hồi lạnh thì lạnh chịu không nói, cũng thấy tội nghiệp mấy cây. Nhưng mà khi nắng thì cũng nắng dữ. Dạ. Độ này. Mùa xuân thì cây phát triển tốt nhất, chứ còn mùa nắng thì nắng. Mình phải tưới nước nhiều chứ không cũng không lại cả nhà. Mà mùa đông thì cây lạnh quá, không có phát triển đẹp, nổi. Đẹp vừa đẹp thôi. Đó. Vậy cho mình vô mình dễ lạc hơn. Cắt vài bó cho đem vô trong nhà đi. Vừa đẹp. Thích cơm cả nhà. Đó. Cả nhà xem một rổ luôn nè. Quá trời luôn. Cũng như bên này có đâu luôn cả nhà. Cắt ở đó bữa sau. Chỗ đây đẹp đẹp này. Quay chỗ đây thứ. Đẹp vừa đẹp. Nhưng mà đó bữa sau. Ăn không hết. Bữa sau hả? Ăn không hết. Nhiều quá ha mẹ. Ừ. Dạ.
ở trong này ma có mấy cái ớt thiệt rồi đẹp. Ở trong kia có cái ớt nữa nó cả nhà xem kìa, thiệt đẹp mà mất chỗ đâu trồng đây, bữa nào đem về nhà anh ba con tí xíu đó à mà tận dụng dễ thương kìa. Đó cả nhà xem, ở đây tuốt ở trong gốc cái chậu hồng này cũng có trồng ngò nữa. Cái này thì đỡ mình ăn bữa sau cho giờ cắt nhiều ăn không hết. Ngò nhí thì mình phải gieo cho dày dày nha cả nhà, tại vì mình gieo thưa nó sẽ bị rạp này ngã xuống, nhưng mà gieo dày thì cái cây kia nó đỡ vào cây nọ đó, nó bớt ngã đó cả nhà. Tại vì cái cây nó mạnh nè con. Đúng rồi, cái thân cây ngò nhí nó mạnh lắm. Mà con thấy gieo cũng dở lên với ha. Nè, được rổ rau nè cả nhà. Được rổ rau luôn. Thấy giờ đây, giờ đây mình vô mình cái lá quế mình lặt bó cái bông đi cho cái bông đâu có dùng. Còn cái ngò đây ăn cắt nhiều quá ăn có hết. Còn nhiều đủ hả? Nhiều đầy đủ. Và cắt chắc nữa. Dạ. Con chút đất mà cũng tận dụng mình trồng đủ thứ cho nó vui. Dạ. Mà cũng có ăn rau sạch. Đó, cả nhà xem. Thích cái rổ rau quá cả nhà. Cái này xong cái mình trộn chung với salad nữa cái mình ăn là được rồi. Chút còn rau khác mình trộn chung vô. Dạ, có thêm salad nữa. Bây giờ má cắt cái nha đam luôn ha. Dạ, cắt hai nhánh nha đam, chút mới làm tô mà ăn hả? Chút làm tô cái ăn liền. Làm ăn liền cho nóng ha. Ừ. Rồi. Rồi đưa đây. Nè, cây nha đam này cả nha. Bữa trước thì mùa đông á nó khô nó héo như vậy đó, mà giờ mùa hè nè nó lên tàu nào tàu nấy trở lại mập ghê ha. Hình cả nhà nó xem chịu nắng, nó chịu nắng hơn tàu nào tàu nấy, nó mập quá ha cả nhà xem nè. Dày lắm kìa, dày mà dài bự quá chân luôn. Hồi bữa trước nó khô quá cho nên mình cứ cắt nửa bỏ đỡ cho coi thử nó có phát triển nó sống lại coi không, mà không nhờ cái tàu khô mà nó lại phát triển nó lại nó ra thịt luôn hay mấy ha, nó lạnh nó tốt lại. Còn mấy cái tàu này là tàu mới đó, mấy cái tàu này là tàu mới nè cả nhà nè. Đẹp mới nè, ra non, tàu nhiều. Tàu non quá chân luôn nè. Còn mấy cái tàu khô nè, bữa trước là nó bị khô đó, bị cắt, khô cắt quá, cắt hết. Vậy mà giờ nó lên nó phát triển lại thành một cái tàu rất là mập luôn nè cả nhà. Bây giờ sẵn dịp đây cái má cắt hai ba tàu vô để má chút nữa mà làm. Nhưng mà già ăn có bị đắng không á? Không, không sao. Không đắng hả? Mình gọt gió hết rồi mình lấy cái ruột không mà rồi dạ. Rồi mình ngâm. Mình ngâm chút muối mình rửa cho nó đi muối. Dạ. Khi cắt ra trời nó dày ghê thấy không? Wow, nó dày giờ sợ rồi. Cái mũ nó còn dăng chặt luôn ha. Mình rửa nước muối, mình rửa nhiều lần ha. Cái mà trời nó sạch rồi. Đó gác lên đó. Chặt mấy tàu luôn. Sẵn chắc luôn. Dạ. Ừ. Chù cho nó dày ghê thấy không? Cái cơm nó dày ghê thấy không? Cơm dày ghê. Dạ. Giờ chắc tàu nữa sẵn làm luôn. Ba tàu luôn. Bên đây nè ba, bên đây nè, có tàu bên đây. Có cái tàu ngoài cắt trước à? Dạ, cái tàu đây nè. Đây phải không? Đó đúng rồi nè, cái tàu ngoài nè. Dạ, tàu đúng rồi. Tàu ngoài cắt trước. Chắc nó vô phải trăm. Được không má? Được, đúng đây mà vô phải trăm. Đó, tàu đó đúng rồi má. Thấy không? Phải nói không? Dạ, đúng rồi. Nó giòn dữ vậy hả? Sao? Cắt rập đây xong. Ừ, cho nó dày cơm lắm, chút nữa vô gọt vậy cho mà ba tàu đi gọt nhiều cơm lắm á. Dạ. Đó. Bây giờ xong rồi á, mình tưới nước cho nó lên. Dạ. Vậy thương chưa coi về bầu vợ leo lên cây. Nhưng mà chắc là kiếm giống như để cho bạn, còn không cho người hàng xóm hay là còn không thì mình bỏ thôi nó ha. Ừ, chỗ này trồng cũng được. Dạ. Nó đất nó hẹp quá. Dạ. Em quê. Giống như trời nắng quá cho nên mới vừa hái bỏ ra rổ là trong vòng quay 2 phút, 1-2 phút là nó bị héo rồi cả nhà. Dạ nắng quá nắng. Bây giờ em quá ngò nhí nha đam. Dạ. Sẵn cắt luôn, nó thu hoạch. Dạ. Nè cả nhà, mới vừa hái ra trong vòng 1-2 phút là nó bắt đầu héo rồi. Thôi chắc Mỹ vô nhà lẹ lẹ để mà Mỹ lật được lá nào lật cho không nó héo, chứ không nó lật được nữa cả nhà. Còn đây là ba tàu nha đam. Đây cái cây cà pháo bạn mới cho nè. Loại cà đây mình ăn giòn lắm á. Bỏ mắm nêm đi. Được, ăn gì mắm nêm hay mấy? Ừ. Việt Nam mình là số trường á, thích nhất á. Dạ. Nhưng mà giờ chưa biết trong chỗ nào, giờ đỡ đây rồi hay bạn cho mà. Cứ tao qua cho lại cây cà pháo thấy dễ thương chưa? Dạ. Giờ kiếm chỗ trồng xuống cho giờ mình sao? Dạ. Thích trồng qua sao? Mà. Chắc trồng trong chậu hả mấy? Chứ giờ cũng thấy chỗ đây đâu cũng được. Dạ. Chỗ đây đâu còn chỗ nào trồng. Bây giờ mình tưới nước ha. Dạ.
Tại con nghĩ hai cây quế này nè, vừa cắt nè cả nhà, mai mốt là nó phát triển còn mạnh hơn nữa đó. Đó, rồi thôi mình tưới nước đi mẹ. Trước khi tưới nước mình quét cái đất hay cho đỡ nó bám. Rồi quét sơ hả? Cho má quét ngược vô đó, vô nào. Bắt nồi vô gì? Làm xong cái dọn dẹp chứ cho nó sạch sẽ đường đi. Dạ. Mình tưới nước nó có vô nó có đánh đất. Rồi mình tưới nước nha. Dạ. Cái gèo rồi tưới nước đẹp chưa? Dạ. Tưới thì cả. Tưới nước cắt rau xong rồi tưới nước liền cho nó mát cây thôi mát ha. Đúng rồi. Như trời mưa. Rồi mình tưới dưới thấp thôi mát, tưới mấy cây ngoài thấp. Tưới thì quơ cho nó dìu dào. Dạ, cho nó mát cây trở lại. Con nghĩ chừng từng nó phát triển nó ra nhánh non khác ha. Cái dây bầu thấy thích ra cả nhà, thấy nó phát triển ở trong chậu tí xíu mà nó phát triển cái dây cũng cao cao rồi. Nó leo lên nó đụng mấy cái đa non. Xong rồi đó. Xong công việc. Xong công việc rồi cũng xin ngưng video ngang đây giờ. Chào các bạn, bữa khác khi mà nó ngò nó lên đẹp rồi hái tiếp nữa, quay nữa ta coi, ngò dở trầm nhất. Dạ, ngò nhí thơm mà dở trầm hả cả nhà? Thơm lắm. Dạ. Niệm gì có nó vô là ăn ngon thơm. Đó thì thôi mình cũng ngừng video ở đây hả cả nhà. Cảm ơn cả nhà và mình mến chúc cả nhà có một ngày mới thật an lành. Bye, xin chào. Chào tạm biệt cả nhà.